Sau vụ xả súng tại trường học ở bang Georgia làm 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương, tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng kêu gọi các nhà lập pháp ban hành lệnh cấm vũ khí tấn công và kiểm tra lý lịch toàn diện. Phát biểu hôm ngày 5 tháng 9, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi của các nạn nhân. Ông Biden khen ngợi hành động kịp thời của nhân viên nhà trường và những người ứng cứu đầu tiên. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng kêu gọi các thành viên Cộng hòa tại Quốc hội hợp tác với những thành viên dân chủ để thông qua luật an toàn súng đạn hợp lý, trong đó bao gồm lệnh cấm vũ khí tấn công và yêu cầu kiểm tra lý lịch toàn diện đối với người mua súng. Nói về tác động tàn khốc của bạo lực súng đạn, Tổng thống Biden nhấn mạnh nhiều trẻ em bị sát hại bởi vết thương đạn hơn bất kỳ lý do nào khác trên toàn nước Mỹ. Trước đó theo CNN, hai học sinh và hai giáo viên đã thiệt mạng tại một trường trung học ở Georgia vào ngày 4 tháng 9 trong một vụ xả súng hàng loạt do một nam sinh 14 tuổi gây ra. Ít nhất 9 người khác đã được đưa đến bệnh viện sau vụ việc tại trường trung học Appalachie ở Windsor, cách Atlanta khoảng 80 km về phía đông bắc.